Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 2017-2020 dài 652 km, gồm 11 dự án thành phần, trong đó có 3 dự án PPP đầu tư theo hình thức đối tác công tư, 8 dự án đầu tư công. Theo Vietnam Express, 4 dự án được Thủ tướng yêu cầu hoàn thành trong năm 2022 là Cam Lộ ở La Sơn, Mai Sơn ở quốc lộ 45, Vĩnh Hảo ở Phan Thiết, Dầu Dây, Phan Thiết. Tuy nhiên, mới chỉ có dự án Cam Lộ, La Sơn hoàn thành, 3 dự án còn lại chỉ thông xe kỹ thuật, dự kiến 30 tháng 4 mới hoàn thành. Cụ thể, dự án Mai Sơn, quốc lộ 45 được khởi công ngày 30 tháng 9 năm 2022, dài 63,4 km, tổng đầu tư 12.100 tỷ đồng, đi qua hai tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, điểm đầu tuyến tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, kết nối với dự án cao tốc Cao Bồ, Mai Sơn, Ninh Bình, điểm cuối tại nút giao đường Nghi Sơn, Thọ Xuân, ở Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Cũng theo Vietnam Express, hết năm 2022, dự án Mai Sơn, quốc lộ 45 chỉ đủ điều kiện thông xe kỹ thuật đoạn Mai Sơn, Đồng Xuân, Thanh Hóa, dài 53 km, đoạn tiếp nối đến quốc lộ 45, Nông Cống, Thanh Hóa, dài khoảng 10 km, chưa thể thông xe, chứ phải chờ xử lý nền đất yếu. Còn theo báo Tuổi Trẻ, thay vì đưa vào khai thác ngày 31 tháng 12 năm 2022 như tiến độ gốc, Bộ Giao thông Vận tải quyết định khai thác cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 trước ngày 30 tháng 4 năm 2023 và kéo dài thời gian thực hiện dự án đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 để hoàn thành các công việc còn lại. Đây là lần đầu tiên dự án Mai Sơn, quốc lộ 45 được gia hạn tiến độ sau 2 năm triển khai thi công. Khu vực phía Nam, dự án cao tốc Vĩnh Hảo ở Phan Thiết kỳ vọng kết nối Nam Trung Bộ, đặc biệt là Ninh Thuận, Khánh Hòa với các điểm du lịch Phan Thiết, Mũi Né. Dự án dài 101 km, 6 làn xe, tổng vốn 11.000 tỷ đồng, đi qua tỉnh Bình Thuận, khởi công tháng 11 năm 2020 và dự tính hoàn thành cuối năm 2022. Tuy nhiên, tiến độ bị chậm do thiếu mỏ vật liệu, nguyên vật liệu tăng giá, mùa mưa tới sớm so với thường lệ. Bộ Giao thông Vận tải phấn đấu hoàn thành dự án trước 30 tháng 4. Để tăng tốc tiến độ dự án, dịp Tết Nguyên đán 2023 vừa qua, các nhà thầu đã triển khai kế hoạch thi công dự án Vĩnh Hảo ở Phan Thiết xuyên Tết. Chia sẻ với báo Giao thông, ông Phạm Quốc Huy, giám đốc điều hành dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Vĩnh Hảo Phan Thiết cho biết, kế hoạch tổ chức thi công dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại dự án đã được các nhà thầu xây dựng, báo cáo và triển khai từ ngày 20 tháng 1 năm 2023 đến ngày 26 tháng 1 năm 2023. Cũng theo ông Huy, gói thầu XL02 tổ chức 2 mũi thi công bê tông nhựa, 2 mũi thi công nền đường gom, nút giao chợ lầu, 1 mũi thi công hạng mục an toàn giao thông, lắp đặt giải phân cách. Đây là gói thầu còn tập trung khối lượng công việc nhiều nhất, sản lượng thi công tuyến chính chỉ mới đạt khoảng 80% so với mặt bằng chung dự án 90%. Lý giải về hiện tượng này, ông Huy cho biết do tình trạng khan hiếm vật tư, vật liệu thời gian đầu, nhà thầu phải đợi cấp mỏ vật liệu theo Nghị định số 60 của Chính phủ và mới được khai thác mỏ vật liệu từ tháng 8 năm 2022 đến nay. Đạo ban điều hành dự án Vĩnh Hảo ở Phan Thiết cũng cho biết, riêng với gói thầu XL02, cả 3 nhà thầu Cường Thịnh Thi, Nhạc Sơn, Hải Đăng đều tổ chức thi công Tết với lượng nhân lực khoảng 50-70% so với ngày thường. Mục tiêu đề ra là sản lượng thi công gói thầu sẽ được tăng thêm từ 1-2% sau dịp Tết, góp phần đảm bảo mục tiêu giải ngân toàn dự án trong những ngày thi công Tết Nguyên đán đạt từ 30-50 tỷ đồng. Đề cập đến tình hình chung của dự án Vĩnh Hảo Phan Thiết, ông Phạm Quốc Huy cho biết, tính đến cuối tháng 1 năm 2023, khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng gần 73%, trong đó tuyến chính đạt gần 90%. Vướng mắc lớn nhất khiến dự án chậm trễ trong giai đoạn đầu là do thiếu vật liệu đất đắp và nhà thầu chưa quyết liệt thi công. Tuy nhiên, từ đầu năm 2022, dự án có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Sau một năm thi công với thách thức lớn của thời tiết, sản lượng thực hiện dự án tăng được khoảng 55%, tương đương gần 3.500 tỷ đồng. Ông Huy thông tin với báo Giao thông, sản lượng thi công tăng đột biến nhất trong giai đoạn cuối sau lễ phát động thi đua 120 ngày đêm ngày 10 tháng 9 năm 2022 và sau chuyến thị sát kiểm tra của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 21 tháng 11 năm 2022. Các nhà thầu đã tích cực huy động máy móc tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để bù sản lượng bị chậm. Đến nay đã cơ bản thông xe kỹ thuật của dự án. Nói về khó khăn của dự án, ông Huy cho biết trở ngại hiện tại là khối lượng vật liệu đất đắp còn thiếu khoảng 1 triệu mét khối đất đắp, đường gom, đường ngang. Cao tốc Dầu Dây – Phan Thiết được đánh giá là một trong những tuyến quan trọng nhất ở miền Nam. Dự án có tổng mức đầu tư 12.500 tỷ đồng, quy mô 6 làn xe, dài 99 km, đoạn qua Bình Thuận 47 km, Đồng Nai 52 km.
rộng hơn 32m, 6 làn xe, vận tốc 120 km/h. Đến nay, toàn tuyến đã cơ bản liền mạch, một số đoạn được thảm nhựa. Cuối tháng 12 năm 2022, dự án cao tốc Dầu Dây Phan Thiết được thông xe kỹ thuật, nhưng trên mặt đường vẫn còn có những vị trí chưa rải nhựa đều, có vị trí chỉ mới một lớp. Đáng chú ý, dù chưa được phép lưu thông, nhưng nhiều ô tô, xe máy, xe tải vẫn lén lút chạy vào cao tốc Phan Thiết Dầu Dây sau Tết Nguyên Đán để né kẹt xe trên quốc lộ 1A. Trong khi các hạng mục giải phân cách, đường gom, biển báo chưa được thi công hoàn chỉnh, gây mất an toàn giao thông. Trao đổi với báo Tiền Phong, đại diện ban điều hành cao tốc Phan Thiết Dầu Dây cho biết, trong hai ngày 28 và chiều 29 tháng 1, nhiều ô tô chạy vào cao tốc đang thi công. Các hạng mục giải phân cách, đường gom, biển báo giao thông, an toàn giao thông chưa được thi công hoàn chỉnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngoài ra, việc ô tô, xe máy tự ý đi vào công trường rất dễ xảy ra va chạm giao thông với xe đang thi công. Để ngăn ngừa phương tiện đi vào tuyến cao tốc chưa hoàn thành, mới đây, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu lắp hàng rào mềm chỉ dành cho xe thi công vào công trình. Cùng với hai dự án Mai Sơn quốc lộ 45, Vĩnh Hảo ở Phan Thiết, dự án Dầu Dây Phan Thiết cũng được Bộ Giao thông Vận tải gia hạn hoàn thành đến ngày 30 tháng 4 năm 2023. Ngoài các dự án nêu trên, một số dự án giao thông trọng điểm khác cũng đã dự kiến hoàn thành năm 2023. Theo Vietnam Express, dự án cao tốc Diễn Châu – Nghi Sơn dự kiến về đích vào tháng 7, quốc lộ 45 Nghi Sơn sẽ hoàn thành vào tháng 8. Cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ dự kiến đưa vào khai thác giai đoạn 1 tháng 12. Cầu Mỹ Thuận 2 thuộc dự án cao tốc Bắc Nam – phía Đông giai đoạn 2017-2020 sẽ được hoàn thành giai đoạn 1 trong tháng 12. Dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga – Hà Nội cũng được dự kiến hoàn thành trong năm nay. Dự án đường sắt đô thị Metro Bến Thành – Suối Tiên dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác cuối năm 2023. Thông tin từ Tiền Phong, ngày 28 tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn từ tỉnh Ninh Bình đến tỉnh Quảng Trị. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai vấn đề vốn và ý thức người dân đã được giải quyết. Vấn đề quan trọng còn lại là phải tổ chức triển khai dự án thế nào để thực hiện mục tiêu trên sớm nhất, nhanh nhất, chất lượng cao nhất. Và với những gì đã làm được, đong đếm được thì có điều kiện, có cơ sở, có quyền hy vọng việc hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Thủ tướng phát biểu, đi từ Bắc chí Nam, khí thế của nhân dân rất phấn khởi, hưởng ứng và vào cuộc rất tích cực. Chúng ta không thể phụ lòng nhân dân đã hiến đất, hiến nhà, di dời mồ mả, phong tục tập quán đến nơi ở mới. Chúng ta phải hành động đáp trả lại sự hy sinh của người dân. Đối với giai đoạn 2 dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khắc phục tình trạng chia nhỏ gói thầu của dự án giai đoạn 1, qua đó đỡ thủ tục hành chính, đỡ tiêu cực, khắc phục tình trạng đòi vốn. Mặt khác, các bên cần phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện lẫn nhau, chấm dứt tình trạng ăn sổi ở thì, phải làm đến nơi đến chốn. Thủ tướng cũng lưu ý các bộ, ngành, địa phương, nhà đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu phải đảm bảo chất lượng công trình, kiểm soát tốt để đảm bảo tiến độ, không để đội giá bất hợp lý, rà soát lại việc cấp mỏ nguyên vật liệu đúng quy định, chấn chỉnh việc cấp phép không đúng quy định, chấn chỉnh việc găm hàng, ép giá. Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh, không chia nhỏ gói thầu, xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí quy trình đấu thầu, đấu giá công khai, minh bạch, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát. Những vướng mắc của giai đoạn 1 phải chấn chỉnh, điều chỉnh phù hợp trong giai đoạn 2, huy động nguồn lực của xã hội nhiều hơn, theo tinh thần hợp tác công tư. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.